Hơn 900 người mặc đồ đen ở Đắk Lắk, công an bắt khẩn cấp 9 đối tượng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã bắt được 9 đối tượng tham gia hỗn chiến. Q28/6, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng có hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau, công an tỉnh đã chỉ đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra và truy bắt các đối tượng tham gia và tổ chức đánh nhau. Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Lớn hơn xem video, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 28 tháng 6, tại số nhà 40A Mesa, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hai nhóm thanh niên đã mang theo hung khí đuổi đánh nhau. Nhận được tin báo, công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành truy xét các đối tượng tham gia đánh nhau. Ngay sau đó, công an đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 con dao rựa, 1 cây đao, 7 chai thủy tinh chứa xăng. Theo lời khai ban đầu của hai nhóm đối tượng, trước đó giữa Nguyễn Khoa, sinh năm 1988, và Thái Phi Trung, sinh năm 1991, có xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, khoảng 19 giờ 23 phút cùng ngày, Nguyễn Khoa đã kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao rượt, đao tìm đến nhà Thái Phi Trung, số 40 Mesa, để đánh nhau. Tại đây, Thái Phi Trung cũng tập hợp khoảng 20 đối tượng cầm dao, dao rượt, chai thủy tinh đựng xăng để đánh trả nhóm của Nguyễn Khoa. Cuộc hỗn chiến đã làm 3 đối tượng trọng thương. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.